Thằng này rừng kia, mày biết tao là ai không? Người rừng ơi, ra đây anh bảo này. Có chuyện gì về anh? Em ở nhà bán hàng giúp anh. Anh đi mua sách vở về ngày mai cho em đi học nhé. Yeah, cuối cùng em cũng được đi học rồi. Em cảm ơn anh. Không có gì em ạ. Em ngồi xuống đây bán hàng đi nhá. Anh đi đây. Cơ hội của mình đã tới rồi. Người rừng ơi, hãy chờ đấy. Này con trai, dậy đi. Giờ này mày còn ngủ được à? Sao vậy bố? Con mệt, bố cho con ngủ thêm chút nữa rồi đi. Không được, bố có chuyện gấp cần con làm. Dậy đi. Chuyện gì mà bố có vẻ nghiêm trọng vậy? Bố thấy thằng người rừng có một chiếc bảo bình cuồn vô cực đẹp lắm, con đi lấy về đây cho bố. Dạ bố, con đi đây. Khoan đã. Có chuyện gì về bố? Con nhớ, nếu bị anh tìm bị phát hiện hoặc bắt được thì cũng đừng bảo bố sai con làm nghe chưa. Lúc đó con cứ ngồi ở đấy, chờ bố đến bố sẽ giải cứu con. Dạ bố, vậy giờ con đã được đi chưa? Con đi đi. Hình như bố mình có chuyện gì mờ ám ấy nhỉ, thì không cho mình biết. Mà thôi kệ, dù sao cũng là bố mình,